Bắt đầu từ năm 2013 đến nay, chương trình Chạy vì trái tim đã thu hút hơn 20.000 người tham gia, gây quỹ hơn 3 tỷ 600 triệu đồng. Nhờ vào số tiền này mà 170 trái tim bé bỏng của trẻ em nghèo đã hồi sinh khi được phẫu thuật thành công. Có rất nhiều trẻ em đang mắc bệnh tim bẩm sinh cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Hãy cùng chung tay với chúng tôi trong chương trình Chạy vì trái tim năm 2015 do Gamolaland Việt Nam tổ chức tại công viên Liên Sở vào sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015.